chào quý vị và các bạn. Sang ngày mai, Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là ngày nắng nhiều. Thời điểm giữa trưa, đầu giờ chiều là lúc nắng mạnh và nóng nhất. Nhiệt độ lên tới 33-35 độ. Đây cũng là lúc chỉ số tia cực tím có cường độ gây hại cực đại có thể lên tới mức 9-10. Để tránh tia cực tím gây hại cho sức khỏe của chúng ta thì ngoài việc đội mũ nón, mặc quần áo chống nắng, quý vị nên nhớ là hãy bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài đường tầm 30 phút. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, dự báo ngày mai nắng nóng cũng bao phủ nhiều nơi khác như là Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh với mức nhiệt độ cao khoảng 35 độ. Các nơi khác, trong đó có thành phố Cần Thơ cũng khá nóng, nhiệt độ sẽ dao động từ 33 cho đến 34 độ. Chỉ riêng Bà Rịa Vũng Tàu là dịu hơn 32 độ. Trời nắng đến khoảng 14 giờ, sau đó mây dông sẽ phát triển và gây mưa. Khu vực miền Tây cảnh báo có nơi mưa vừa, mưa to, dễ kèm theo gió giật và sấm sét. Còn lại các nơi khác chủ yếu là mưa rào nhẹ, dứt nhanh, xảy ra cục bộ. Trên biển, vùng biển Cà Mau, Kiên Giang cảnh báo có mưa dông, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật. Huyện đảo Trường Sa cũng tương tự, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật trong cơn dông. Còn huyện đảo Hoàng Sa, ngày mai, thời tiết tốt, ít mưa, có nắng, gió không quá cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km.